Kim Dung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 1 năm 2024. Bài học từ những vụ án tham nhũng vặt. Giải ngân đầu tư công quý 1 đạt thấp. Tục xã bánh dày cho ngày Tết Thanh Minh ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị giao ban thường trực tỉnh ủy với thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 1 năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giám đốc các sở ngành tỉnh, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Trong quý 1, Ban thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Lãnh đạo chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, tập trung phát triển tổ chức đảng và đảng viên, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, hướng dẫn về một số nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 ước đạt 6,71%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 14.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 10.000 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch năm. Thành lập mới 468 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về một số tồn tại hạn chế như tiến độ giải ngân đầu tư công đạt thấp, mới giải ngân được gần 1.000 tỷ đồng, đạt gần 5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, khu đô thị còn thấp, việc đấu giá sử dụng đất còn chậm, tỷ lệ nợ thuế tại một số doanh nghiệp còn cao, số vụ cháy tai nạn giao thông vẫn cao so với cùng kỳ. Các đại biểu đã thảo luận về một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế, cùng bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng thời giải đáp một số thắc mắc kiến nghị của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến thẩm quyền của các sở ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong quý 1 năm 2024, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các địa phương, đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị, các ngành cần phối hợp chặt chẽ, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng một số dự án còn chậm. Trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ quý 2 năm 2024, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, ngành, đơn vị bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình làm việc của Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy năm 2024 và chương trình làm việc của cấp ủy, cấp huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2024, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thường xuyên tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị lớn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư lớn theo quy hoạch hoặc đã có chủ trương đầu tư. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ủy ban dân tỉnh cũng nên nghiên cứu cái hướng thuê tư vấn để mà hỗ trợ cho việc
cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số. Cái này là rất nhiều các địa phương làm để ta có được một cái sự cải thiện vững chắc về môi trường kinh doanh, cải cách hành chính gắn đấy với cả cái chuyển đổi số một cách vững chắc, tạo sự đột phá về môi trường kinh doanh, rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện từng dự án đầu tư công để chúng ta có sự điều chỉnh một cách phù hợp với khả năng cân đối vốn, không để các dự án thiếu vốn rồi thiếu mặt bằng, đảm bảo ưu tiên vốn cho các dự án công trình cấp bách, quan trọng, thiết yếu và có hiệu quả, và đồng thời cũng kiên quyết là đưa ra khỏi các kế hoạch đầu tư công các dự án chậm triển khai, không giải phóng được mặt bằng hoặc để bố trí vốn cho các dự án có khả năng triển khai nhanh hơn, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các cái dự án công trình đầu tư công, ưu tiên đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công lớn trọng điểm quan trọng như đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan, đường 382C, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư tư nhân, các dự án đầu tư FDI, thúc đẩy khởi công và tiến độ triển khai một số dự án đầu tư rất lớn. Tôi lấy ví dụ dự án Vinamilk bây giờ là cơ bản xong các cái thủ tục rồi, có thể nói là xong, hay là dự án Central Retail Big C ở thành phố Hưng Yên, hay là cái dự án về tổ hợp văn phòng, khách sạn, nhà ở của ngay cạnh trung tâm hội nghị của tỉnh, cái này cũng xong các cái thủ tục rồi. Tập trung triển khai các giải pháp để thu đúng, thu đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản thu, đặc biệt là chống thất thu, gian lận thương mại, chuyển giá, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Kiên quyết xử lý, thu hồi các khoản nợ, các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước đến hạn và đã quá hạn, hạn chế phát sinh nợ động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm của các dự án, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, xử lý quyết liệt các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Sáng nay tại thành phố Thanh Hóa, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị trực tuyến khách hàng năm 2024. Từ hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh cùng đại diện gần 200 doanh nghiệp là khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh. Số hội nghị có trên 4.000 doanh nghiệp của 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Dự kiến từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024, sản lượng điện đạt trên 52 tỷ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Hưng Yên có gần 500 khách hàng đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải. Năm 2024, Hưng Yên dự kiến tăng từ 10 đến 11% sản lượng điện so với năm trước và dự kiến giảm điện năng là 100 triệu kWh. Tại hội nghị, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã được giới thiệu các dịch vụ điện và các kênh chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, các đại biểu được nghe chuyên gia năng lượng đến từ Vương quốc Đan Mạch trình bày về chương trình hỗ trợ phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng. Dịp này, một trong khách hàng điển hình trong công tác điều chỉnh phụ tải điện, trong đó Hưng Yên đã vinh danh 6 khách hàng điển hình trong sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả năm 2013. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên, cuối tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xét xử một số vụ án tham nhũng tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh với những mức án nghiêm khắc được dư luận đồng tình đánh giá cao và là bài học sâu sắc của cán bộ thực thi công vụ hiện nay. Ngày 28 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên và Chi cục Thuế, khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 2 năm 2023, lợi dụng chức vụ quyền hạn và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn liên quan đến thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục tính thuế, 9 bị cáo nguyên công tác tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tiên Lữ, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hưng Yên, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Hưng Yên, công chức địa chính Ủy ban Nhân dân xã Đại Tập huyện Khoái Châu, cộng tác viên Văn phòng Công chứng B9 đã có hành vi một lần hoặc nhiều lần thỏa thuận và nhận tiền ngoài quy định của một số cá nhân để làm nhanh các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
và thủ tục tính thuế theo yêu cầu của cá nhân đưa tiền. Các bị cáo đã hưởng lợi bất chính từ việc nhận hối lộ, tổng số tiền là trên 1,3 tỷ đồng, với mức án cao nhất tòa tuyên phạt là 7 năm 3 tháng tù giam. Có thể khẳng định, với số tiền đưa và nhận hối lộ không lớn. Tại phiên tòa, một số bị cáo khai nhận là những vụ việc chỉ 2 triệu đồng. Nhưng các bị cáo đã phải trả một cái giá đắt, đó là bản án phạm tội hình sự, bị cách ly ra khỏi đời sống xã hội. Một lần, hai lần và nhiều lần nhận tiền với các mức độ khác nhau, nhưng hậu quả của hành vi tham nhũng vặt có tác động lớn và trực tiếp đến người dân, đặc biệt là người nghèo, tác động tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp, làm xói mòn môi trường pháp lý và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, cũng như làm giảm nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Đây là hành vi mà dư luận xã hội rất bức xúc, phải được nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Các bản án tòa án đều thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội các bị cáo gây ra, nghiêm minh đối với đối tượng cầm đầu, chủ mưu, và khoan hồng đối với các đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thể hiện sự nghiêm minh, góp phần bảo vệ chính trị tại địa phương và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Mặc dù tính chất vụ án là cái số tiền nhận hối lộ rất nhỏ, nhưng mà đây là hành vi nhũng nhiễu, sách nhiễu người dân, gây dư luận bức xúc và làm xấu hình ảnh của cơ quan nhà nước trong thi hành công vụ. Ngay khi mà xảy ra thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra để đảm bảo các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật, áp dụng các biện pháp ngăn chặn để điều tra vụ án, kịp thời truy tố và phối hợp tòa án đưa ra xét xử. Quá trình giải quyết vụ án thì đảm bảo là việc khởi tố, điều tra, truy tố phải đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội. Các cái quyết định tố tụng phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả xử lý vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo, đến nay được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ cao về thái độ nghiêm túc, kiên quyết của ban chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chức năng, mang tính giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật với tinh thần tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu làm đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Những cái trường hợp vụn vặt như vừa qua mà ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đưa ra xét xử, nhân dân chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Thứ nhất là những cái vụ việc này nó không lớn nhưng mà nó nạt vặt, nó gây cái bức xúc rất lớn trong nhân dân. Người dân thì mong muốn nó có sổ đỏ, nhưng mà lại cán bộ thì lại hạch sách, nói một cách khác này là quấy nhiễu. Đây là cái hiện tượng tham nhũng. Các cái vụ án xét xử vừa qua, nhất là vụ án nhận và đưa hối lộ của đội ngũ cán bộ tài nguyên môi trường một số huyện, là cái bản án rất nghiêm minh, vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù chỉ có nhận hối lộ có hơn 10 triệu và hơn 20 triệu đồng mà phải bị tù tội, đứng trước vành móng ngựa, bị nao lý, vô cùng đáng tiếc. Bản án với tội danh nhận hối lộ là bài học đắt giá của mỗi cá nhân vi phạm pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các cán bộ, viên chức, người lao động ở mỗi cơ quan đơn vị thực thi công vụ. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực thi chức trách, nhiệm vụ và chấp hành pháp luật. Đây là một cái sự việc rất là đau xót cho cán bộ của ngành thuế chúng tôi. Tuy nhiên thì cái việc xử án của tòa án nhân dân tỉnh Yên vừa rồi rất là nghiêm minh, đúng người đúng tội. Qua đây thì cơ quan thuế chúng tôi đã có cái chỉ đạo sát sao, tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ công chức để thực hiện nghiêm các cái quy định của Đảng và Nhà nước để phục vụ cho doanh nghiệp và nhân dân được tốt hơn. Bản án cũng đúng người, cũng đúng tội.
để mà làm sao cũng học một cái bài học cho toàn thể, tập thể cán bộ, công nhân viên chức của người đều để mà từ đó biết và làm gương để sau này chấn chỉnh lại bản thân để phục vụ nhân dân và chính quyền được tốt hơn. Có thể khẳng định, việc xét xử các vụ án tham nhũng vừa qua theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên. Trong quý 1 năm nay, thanh toán vốn đầu tư công của tỉnh đạt gần 1.000 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là gần 20.000 tỷ đồng trong năm 2024, chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân giải ngân đầu tư công 3 tháng đầu năm đạt thấp là do một số dự án chuyển tiếp được bố trí vốn nguồn thu sử dụng đất nhưng hiện tại chưa có nguồn, còn vướng mắc cho công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó là do dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, công tác chuẩn bị đầu tư chậm, nguồn cung vật liệu đặc biệt là cát đen, cát vàng gặp khó khăn, giá thành không ổn định. Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu mới ban hành nên ảnh hưởng chung đến tiến độ giải ngân. Để tháo gỡ những khó khăn để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công để nắm bắt tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, khẩn trương đấu giá đất, tạo mọi thuận lợi trong quá trình kiểm soát thanh toán, đặc biệt là thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước ngay khi có khối lượng hoàn thành trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Xác định hạ tầng giao thông là đòn bẩy giúp phát triển sản xuất, đưa kinh tế đi lên. Do đó, thời gian qua, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đã chú trọng đầu tư, phân bổ nguồn vốn để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường từ đường trục xã thôn xóm đến đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ cấp trên hỗ trợ là trên 20 tỷ đồng, còn lại nguồn ngân sách địa phương. Từ năm 2022 đến nay, xã đang triển khai và xây mới 2 cây cầu, gồm cầu Lẽ và cầu Cao với tổng số tiền 17 tỷ đồng. Cải tạo, nâng cấp và mở rộng 7 tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng ở tất cả các thôn. Đối với các tuyến đường trục xã thôn đều được mở rộng mặt đường lên 5-7 mét. Một số tuyến trục chính thực hiện trải áp phan hiện đại. Đối với đường nội đồng, các tuyến đường được đổ bê tông kiên cố, chiều rộng mặt đường đạt từ 3-5 mét, đáp ứng yêu cầu vận chuyển nông sản của bà con nông dân. Quá trình thực hiện, xã đã tích cực tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường, ủng hộ ngày công, tự nguyện tháo dỡ các công trình tường rào để giải phóng mặt bằng thuận lợi. Nhờ đó, hạ tầng giao thông tại xã Thuần Hưng ngày càng hoàn thiện, hiện đại, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Tết Thanh Minh là ngày lễ quan trọng thiêng liêng của người Việt, là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình và dòng họ. Ngày nay, cuộc sống hiện đại, nhiều nghi thức trong Tết Thanh Minh đã thay đổi ít nhiều cho phù hợp, nhanh gọn. Tuy nhiên, tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên vẫn lưu giữ được tục lệ xã bánh tẩy để tưng cúng trời đất tổ tiên. Cũng như nhiều dòng họ khác trong xã, hôm nay đông đủ các thành viên của dòng họ Mai Chi Hai, thôn An Triều 1, xã Liên Phương lại tập trung về nhà thờ họ để sửa soạn làm mâm cơm cúng tổ. Trong mâm cơm có thể có nhiều món khác nhau nhưng không thể thiếu món bánh dày giã tay do chính các thành viên họ Mai tự làm. Bánh dày biểu hiện cho mặt trăng và mặt trời, con cháu chắt xa xôi đều là nhớ ngày về nên là quê hương và tổ tiên và nhà thờ là của dòng tộc. Cảm ơn trời đất, cảm ơn tức là thiên nhiên tạo hóa ra con người và tạo lúa thóc gạo được mùa để cho như vậy nhân dân tức là hưởng thụ. Tham gia nó rất là vui. Thứ nhất là vừa là rèn luyện sức khỏe, khỏe ra. Cái thứ hai là bánh dày giã tay thì nó có một cái sự khác biệt hơn là bánh dày mà dùng máy. Phải có những cái công thức gọi là truyền thống của các cụ để lại thì nó có vị nó riêng biệt luôn. Để làm ra những chiếc bánh dày thơm dẻo phải mất rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm phải khéo léo, công phu và tỉ mỉ với nguyên liệu chính là gạo nếp ngon. Khi ra bánh cần động tác nhanh, dứt khoát, bánh sẽ mềm nhuyễn và không bị dính. Cũng chính vì vậy, nếu người vo gạo, nấu xôi thường là phụ nữ thì người thực hiện giã bánh bao giờ cũng là những nam giới khỏe mạnh, dẻo dai trong dòng họ.
Chúng tôi năm nào cũng thế, vui nhộn lắm. Con cháu tập trung về đi nhận màu nhận mã. Sau đó là như vậy là sẽ tổ chức giã bánh dày, cầu các cụ về để mong làm sao các cụ hộ độ trì cho hết là con cháu làm ăn tấn tài tấn lộc với gia đình thuận hòa. Trải qua bao thời gian, ngày nay truyền thống làm bánh dày vẫn là nét văn hóa được gìn giữ và truyền dạy cho các thế hệ con cháu các dòng họ Vũ, Trần, Đinh, Hoàng, Lê, Lều, Mai, Bùi ở xã Liên Phương. Và có lẽ dù phong tục cúng Tết Thanh Minh từng nơi có thể khác nhau đôi chút, song ý nghĩa của việc tri ân, tưởng nhớ nguồn cội tổ tiên của mỗi người dân Việt trong Tết Thanh Minh vẫn còn nguyên vẹn, là dịp để con cháu tri ân tiền nhân, không quên những người thân đã khuất. Trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy, tăng 11 vụ và tăng 275% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người. Các vụ cháy xảy ra ở thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang và huyện Tiên Lữ, trong đó có 2 vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh. Điển hình vào khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 3, trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào xảy ra vụ cháy lớn tại cơ sở sản xuất nhựa Linh Phát Plastic. Nhà xưởng bị cháy rộng hơn 400m2. Do chứa nhiều vật liệu nhựa nên chỉ trong thời gian ngắn đám cháy đã bùng lên dữ dội. Vụ cháy khiến nhà xưởng và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Tiếp đó đến trưa ngày 30 tháng 3, tại xưởng tái chế nhựa ở cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1, thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm cũng xảy ra hỏa hoạn. Diện tích đám cháy khoảng 200m2, rất may cả hai vụ cháy không có thiệt hại về người. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy, tăng 11 vụ và tăng 275% so với cùng kỳ năm trước. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.